Nếu bạn là một tín đồ ăn vặt thì chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua thế giới bánh kẹo mà quà tặng mẹ mang lại. Trái cây sấy lạnh của DCNA quả thật là một món quà ăn vặt hảo hạng dành cho những người sành ăn. DCNA được mọi người biết đến với công nghệ sấy lạnh hiện đại giúp giữ nguyên hàm lượng chất dinh dưỡng, màu sắc cũng như hương vị có trong trái cây tươi. Sấy lạnh là phương pháp sấy bằng tác nhân không khí rất khô ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường. Công nghệ sấy lạnh phù hợp với tất cả các sản phẩm cần được sấy khô ở nhiệt độ thấp để bảo đảm tính chất lượng sản phẩm, đặc biệt là nhiều loại vitamin dễ phân hủy ở nhiệt độ cao, cụ thể là các sản phẩm như rau củ quả, dược liệu, thuốc nam và thuốc bắc v.v. Dâu tây sấy giòn của DCNA, quả dâu vẫn còn nguyên vẹn, giữ được mùi hương và hương vị vốn có của quả dâu, chua chua ngọt ngọt, độ giòn tan, khiến cho người ăn không thể nào từ chối. Tiếp theo đó là nấm hương sấy giòn, một món ăn khá đặc biệt khiến mọi người tò mò nhưng hương vị không kém phần độc đáo. Nấm hương sấy giòn không những là một loại snack tráng miệng thơm ngon mà còn mang lại nhiều tác dụng chăm sóc cho sức khỏe như ngăn ngừa bệnh ung thư, lao hạch, tăng khả năng đề kháng, giảm cholesterol và tốt cho người tiểu đường. Trong nấm hương còn có chứa hơn 7 loại amino acid cần thiết cho cơ thể. DCNA còn có loại táo kết hợp với dâu tây mang lại hương vị khoái khẩu cho nhiều người. Việt Quốc sấy giòn của DCNA cũng là một sự lựa chọn của nhiều người bởi những công dụng tuyệt vời mà quả Việt Quốc mang lại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, vị chua chua ngọt ngọt của quả Việt Quốc tươi vẫn còn giữ nguyên vẹn và thơm ngon. Nếu trước đây các loại rau củ khiến cho người ta cảm giác là nhạt nhẽo, khó ăn hoặc thậm chí có người còn không muốn ăn, thì DCNA đã biến những loại rau củ quả trở thành món ăn giòn tan trong miệng với hương vị thơm ngon và đầy độc đáo. Đừng bỏ qua những sản phẩm tuyệt vời từ DCNA các bạn nhé. Để mua được sản phẩm một cách nhanh chóng, các bạn cũng có thể truy cập vào website quatangme.com hoặc liên hệ qua hotline 0906 771 880. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Quà Tặng Mẹ để không bỏ qua những thông tin thú vị các bạn nhé.